Nhằm kích cầu mua sắm trước Tết Nguyên đán, Toyota Camry được các đại lý giảm giá bán hấp dẫn thu hút khách Việt. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Camry cạnh tranh với Kia K5, Mazda 6, Honda Accord trong phân khúc xe sedan hạng D. Giá niêm yết các phiên bản của Camry cụ thể như sau. Bản G các màu khác giá 1 tỷ 70 triệu. Bản Q các màu khác giá 1 tỷ 185 triệu. Bản 2.5Q các màu khác giá 1 tỷ 370 triệu. Bản HV các màu khác giá 1 tỷ 480 triệu. Riêng màu trắng ngọc trai mắt hơn 8 triệu. Hiện tại, Toyota Camry phiên bản Q và 2.5Q được các đại lý giảm giá 30 triệu. Trong khi đó, phiên bản HV được giảm 43 triệu. Riêng phiên bản G được giảm tới 70 triệu. Phiên bản Hybrid HV sử dụng động cơ Hybrid 2.5 lít sản sinh công suất tối đa 176 mã lực động cơ điện tạo, ra công suất tối đa đạt 119 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 4 lít tư cho 100 km trên đường hỗn hợp. Để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu dòng xe được mệnh danh là vua sedan cho những người trẻ thành đạt, Camry được bổ sung phiên bản Q hoàn toàn mới với công nghệ tiên tiến hàng đầu, hứa hẹn là sự lựa chọn thông minh đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Toyota Camry Q sở hữu động cơ 2 lít, cho sức mạnh 170 mã lực mang đến cảm giác lái hứng khởi trên mỗi hành trình. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6 lít tư cho 100 km trên đường hỗn hợp. Với ngoại thất trẻ trung, sang trọng và đẳng cấp, Camry nổi bật với lưới tản nhiệt to rộng, hệ thống đèn full LED tích hợp cùng nhiều tính năng hiện đại và la răng 18 inch thể thao, cửa sổ trời. Camry bản 2Q sở hữu khoang lái chất lượng cao, với hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao với 9 loa JBL, màn hình cảm ứng 9 inch dạng nổi kết nối điện thoại thông minh. Công nghệ an toàn Toyota Safety Sense gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Camry cũng sở hữu hàng loạt tính năng tiên tiến, hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe,